Tiso xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiso Chu Du. Hôm nay thì Tiso sẽ mời cả nhà mình sẽ đi dọc bãi đá địa vào buổi tối cùng với Tiso nha. Bây giờ là 6 giờ chiều. Tiso muốn quay lại cái con đường này trong những cái ngày Tết để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Bình thường á thì đường này giờ này nó không có đông, không có tấp nập đâu, nhưng bây giờ là Tiso đi ngang qua, Tiso thấy nguyên một cái hàng dài xe, rồi những cái hàng ốc, rồi dưới bãi biển nữa, đông khách lắm, cho nên là quay để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Để mọi người ở nhà mình không có dịp về Việt Nam, không có dịp về Phan Thiết, thì mình cũng có thể nhìn thấy được những cái cảnh quê mình và những ngày lễ ngày Tết đông vui tấp nập như thế nào. Và Tiso xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chúc mọi người cùng với lại gia đình an vui hạnh phúc. Tiso định hồi nãy là cũng định đi dài rồi đó, tại vì thấy là mình đã quay đá ông địa rồi, nhưng mà hiếm hoi hiếm khi mà thấy con đường ở bãi đá ông địa mà lại đông người đi tấp nập như thế này, và cái lượt xe đậu hai bên lề đường đông như thế này nữa, cho nên Tiso quyết định là dừng lại để quay chia sẻ cùng với cả nhà mình. Ở đây thì Tiso thấy biển số xe 51 nè, 60 nè, 86, 61, 93. Nói chung là ở nhiều tỉnh thành khác nhau cũng về Phan Thiết mình ở trong cái dịp Tết này á. Bốn mươi chín là Đà Lạt nữa nè, Đà Lạt Lâm Đồng. Mình lên trên này là cái chỗ mà họ sẽ bán đồ ăn. Lên quay đồ ăn chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Hồi lúc trước á, cách đây hình như mấy tháng, cũng trong năm 2022 á, Tiso có quay một cái video clip là bãi đá ông địa buổi tối chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà sau đó là cái chỗ này á, là tạm thời dừng lại, không có cho buôn bán nữa, tại vì họ cái ý thức xả rác á rất là nhiều, nên ngồi ăn là xả xuống dưới, là mình nhìn xuống một đống rác luôn. Nhưng mà sau một thời gian á là họ cho bán lại, thì bây giờ mình mới nhìn thấy được những cái hình ảnh đông khách để xe rồi ăn uống như thế này. Giờ này mà họ đi nườm nượp đông ghê ha, có camera hành trình nữa. Để mình coi ở đây có những cái món gì. Cá viên chiên, ăn vặt kem dừa, kem dừa trái cây, đây bán kem dừa nè, kem dừa này cả nhà mình. Có cái nắp kem cạo cạo cái dừa đó. Rồi, cái kem nè. Hôm nay nhiêu phần hả chị? Dạ, hôm nay 35 chị. 35, bình thường thì 20, 30. Dạ. Đó, ra đây ăn kem dừa của chú anh chị các bạn. Kem này mình làm luôn không chị? Dạ, nhà làm nên hết đâu về lấy đó nè. Dạ. Đó, nhà mình thấy cái trái dừa họ chặt ra xong lấy nước rồi chặt đôi, xong rồi nào rồi gỡ bỏ kem lên trên đó, ngon và hấp dẫn lắm. Cái nữa sẽ bỏ thêm đậu phộng rồi lên nữa. Đậu phộng với sữa hả chị? Đậu phộng mứt dừa, mứt dừa, bánh quế. Bánh quế xong một cái kem dừa thì kèm theo một ly nước dừa phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên này là gọt cóc nè, đó cóc ngày Tết đó. Cóc đó này nhiều trái chị? Cái này bán một dĩa 25. Một dĩa 25 ngàn. 25 cốc lắc. Là cốc như vậy hả? Cốc lắc nha chị. Dạ. Cốc này cốc lắc. Đó, cho siro lên. Cao cao.
Rồi bắt đầu là bỏ ống quế vô. Đây, cả nhà thấy có cái dao. Cái dao này kẹp cái dừa vô. Bạc. Wow. Ngon lắm cả nhà mình, cái trái dừa rất là ngon. Dừa vừa nạo thôi. Cảm ơn chị nha. Đây à, cô chú anh chị các bạn sẽ nhìn thấy à, khách du lịch rồi mọi người đang ngồi chờ ăn kem. Giờ này ở dưới bãi đá địa vẫn còn rất là nhiều người ở dưới đó tắm biển dạo mát chơi, tại vì trời cũng chưa có sập tối mà. Ở đây là cá viên chiên nè. Đây là khách ngồi trước rồi đó ha, bây giờ là chiên để đem ra cho khách thôi ha chú ha. Cái này là chiên cho khách ha. À đây chiên cho khách đó. Dạ. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy ha, ra đây ngồi thì có thể ăn những cái món ăn vặt này. Phần như đó là nhiêu á chú? À 100.000 dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ, đây cả nhà mình, đây là cá viên chiên ngay góc này. Dạ. Con xin lỗi ạ. Dạ. Đây là khách đi tắm biển, bây giờ bắt đầu đi về nè, nên mình thấy đông lắm. Trời đi xuống tiếp dưới này ha. Bắt đầu trời tối rồi. Bánh tráng, kem. Giờ chiều rồi cho nên là tối mình sẽ thấy đường nó hơi là tối. Cái này là gì? Này bánh khoai vàng mà hết rồi, chở gánh về đó. Còn đây là khoai vàng. Bánh hủ hồng cho con miếng thôi. Bánh bột lọc. Đó, bánh bột lọc, bánh khoai vàng. Mình đi dọc xuống dưới này là hết đồ ăn vặt rồi, có mấy hàng rồi cả nhà. Nhưng mà bãi xe nè, đông lắm. Đường này xuống bãi đá ông địa. Bò bía ngọt, kẹo chỉ ngọt. Kẹo giòn cũng làm luôn, làm dạ, từ đường rồi. Hả chị? Dạ đúng rồi. Ờ. Này là gói cho khách đó hả? Dạ, gói để sẵn lấy nữa khách. À khách lên là có là bán rồi. Luôn. Dạ. Khách đông thì em làm vậy, còn bình thường thì em không làm sẵn. Dạ, bình thường làm nó mềm đúng không? Dạ. Bình thường thì ai muốn thì mang. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Đây là đi chơi về đó.
gì nữa nè cô? Ốc len xào dừa cả nhà mình. Ở đây có món này nữa. Ốc len xào dừa. Con cảm ơn nha. Chị bán bánh tráng cuốn này cả nhà, bánh tráng cuốn trứng cút nem chả ha. Một phần là bao nhiêu chị? 60 ngàn hả? Đều một phần là như nhau vậy hả? Không có bán nhỏ hơn đúng không? Dạ. Một phần là 60 ngàn cả nhà mình. Cái này cũng nhiều người ăn. Bánh tráng nướng nè. Cái đèn ở này nó sáng hơn rồi cô chú anh chị bạn, chỗ này bán ngon lắm, bữa trước tiêu xô cũng có ăn rồi. Ăn rất là mê luôn á. Ở đây mình đi. Mẹ lấy cái vị xoài với cái thùng. Đây là xoài. Xoài đó. Ngồi đây là ngắm mặt trời lặn nè, ngắm mây trời, hít thở không khí trong lành nữa. Còn được ăn vặt nữa nè, ăn vặt nè, đây là một phần 60 ngàn. Bánh tráng cuốn 60 ngàn. Nào mình sẽ rủ thêm một người nữa đi ăn với mình mới hết được. Ăn một người không thể nào hết được, mặc dù đang rất là thèm. Nhà mình xong rồi đó. Phần này 60 ngàn thêm bánh tráng. Sáng viên chắc. Xoài dưa leo. Rau răm, trứng cút. Nem chả. Này có vừa bánh sống vừa bánh chín luôn đúng không chị? Dạ có. Dễ mắm ruốc thôi cả nhà mình. Ăn này về Phan Thiết muốn đi ăn món này thì nhớ nói Thi Su ha, Thi Su chỉ chỗ cho ăn nha, ngon lắm. Món này là ăn bao ghiền luôn. Phim kem dâu, kem sô-cô-la. Sô-cô-la. Thì ai không ăn lỗi, chịu thôi. Ăn lỗi, chịu. Không ăn chồng quỷ, mình không chồng là mình ăn hết đi không thôi. Thì đây mới nói là chứ tiền quỷ gì nhóc. Thì không ăn thì không ăn thì ăn cái món tráng thôi gì đâu. Mày bỏ có 250 mà mày làm nhưng mày bỏ 250 triệu rồi. Rồi cô chú anh chị các bạn, Thi Su đi quay chia sẻ cùng với cả nhà mình một cái đoạn ở Bãi Đá Mỹ ha. Tại vì cũng muốn quay thêm nhưng mà trời cũng đã tối rồi, cho nên là mình không có đèn, quay cái hình nó tối, nó không có được đẹp cái khung hình. Thì Thi Su cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Thi Su. Kính chúc sức khỏe, bình an đến tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye cả nhà mình ạ.